Chai đắt tiền lắm á. Chai bao nhiêu tiền đấy? Chai là 100.000 chai đó. 100.000 ăn thua gì? Tiết kiệm là quốc sách ấy. 100.000 mà thầy mắc lắm, 1.700.000, 1.800.000 chứ. Khi người ta thích FI là người ta nghịch. Anh đi công việc có nhiều em không vệ sinh thì thôi nha, vệ sinh cho sạch nha. Gỡ ra đi em, gỡ hẳn cảm biến ra. Gỡ hết bộ ba là cảm biến ra, gỡ hết à. Gỡ hết à. Bây giờ tôi muốn tốn mà không sạch. Muốn sạch mà không tốn được không? Các anh đừng có lằng nhằng. Hành quá, vậy là quá hành luôn hả? Cái bằng hành đó không? Muốn sạch mà không tốt vậy trơn á. Anh thầy anh đệ tử lắm nghe. Giờ tôi thích là sạch mà phải tiết kiệm. Người ta gọi đã sạch là phải tiết kiệm. Còn sạch mà hoang phí thì ai chả sạch được. Xịt ít thôi, hết rồi. Anh em đang nghiên cứu những cái vụ mất guarantee. Chỉ là mất guarantee. Lò xo cứng hơn chứ. Ừ, rồi đi lò xo đó, rồi ok. Vừa thay đi. Cái kiểu của anh em mình vậy, mất guarantee là phải thay đó. Cứ thay thì sang đi. Vặn vừa thôi. Sức của ông mà vặn là công. Có. Có đêm đang học rồi em, đầu tháng 6 mới có lại. Đầu tháng 6 hả? Ừ. Bây giờ ta là tháng 5 à? Tháng 5. Ừ. Tháng 6 là đầu tháng đó là... Ngày 10 tháng 6. Ngày 10. Thì như là vừa rồi tháng quyết định là những ai mà học lại là tính tiền gấp đôi, gấp ba. Gấp đôi. À đúng rồi, tiện thể đang có 40 anh em ở đây. Thì chúng ta có một bài trắc nghiệm như sau. Nhà tôi giờ là có 3 ông, 4 ông, 1 ông này, 2 ông này, 3 ông này, 4 ông. 4 ông này đang cãi và đang tranh luận với nhau. Thì theo anh em, con ốc này, cầm bên đây con nào, con ốc này, cầm đây. Theo anh em thì con ốc này, trên dòng xe Jupiter FI có chức năng làm gì? Anh em thử phán coi. Anh em nào biết nói cho biết sớm sớm rồi biết rằng biết kết quả nào, anh em. Anh em bình luận kết quả vào đây nào. Ai nói đúng thì tối nay đến đây nhậu. Con ốc này trên dòng xe Jupiter FI có tác dụng gì? Mấy anh em mà bắt được cái đó đi máy bay vô sợ lắm. Nào anh em đoán đi.
cho kết quả đầu tiên chính xác là lẫy được 47 thằng rồi, ba còn 37 thằng, 10 thằng trốn rồi, đéo biết gì trốn rồi. Chín bị là chỉ còn có một thằng nữa đó. Rồi, đây, ông này là một ông thợ Vãng Lai vừa ở trên Sài Gòn bay xuống. Thì theo anh thì con ốc nó làm gì? Em nghiên cứu cho bạn. Ừ, em nghiên cứu đi. Ừ, theo em con ốc làm gì? Lúc nãy chỉ vì con ốc này mà đã tốn 5 chai nước với... Tốn 5 chai nước rồi đó. Bây giờ là hết nước rồi đó. Ừ, bây giờ nước thì uống hết rồi. Ở nhà anh cũng biết cái bỏ phí. Ừ. 50. Chị anh. Nó làm sao? Ôi, con xe này sửa gì anh? Rồi, cái máy nó kêu không sao coi. Gạt trống em nghe coi nào. Nó kêu đúng không? Nổ em coi nào. Vĩ này lâu chưa? Anh mới lâu đấy. Rồi này để em kiểm tra cho. Nhẹ thì nó bị nồi mà nó nặng thì nó bị trong cái bộ hơi nhá. Vâng, cứ êm là được phải không? Ok anh. Tí rồi ai đón anh về? Hay lấy xe em về? Hả? Nó sợ ôm mà em cứ lấy xe em về đi này. À không về rồi, ok. Rồi dắt rồi, dắt rồi, dắt rồi, tháo nồi với lại tháo cái bộ đầu ra. Cái đó nó kêu đạn cam á. Đạn cam á, bằng đạn cam á. Nó kêu bằng đạn cam á, tháo đó. Sao? Anh em có câu hỏi cho xe đó chưa? Không biết luôn. Sao? Anh em câu hỏi câu trả lời chưa? Bảy. Đúng, đúng, đúng. Có một thằng nó trả lời là để chặn lại cho khỏi chảy nhớt. Thằng này nó bị điên rồi. Thằng này thua rồi. Thế con ốc này để làm gì? Con ốc này để làm gì? Ừ, con ốc này để làm gì? Ốc này đái đi, đái đi, đái đi. Con đó tháo cái hơi ra, con nó bị kêu đạn cam rồi đó. Đó, con đè nổ nghe thử đi, nghe đi. Dắt luôn vào bàn nâng trong đây. Đó, nghe không? Nghe không? Đó. Nghe chưa? Nghe chưa? Nếu ai mới nghe thì đã tưởng vệ nồi á. Ừ. Nhưng mà tắt khóa đi. Tắt khóa đi. Cho em vào đi mẹ. Ở đây mùi hóa chất không á? Đi vào, đi vào, đi vào. Còn một thằng thì trả lời là giảm áp rồi càng sai. Em đi xa quá. Em đi xa quá đó. Thằng Quốc Triệu thì bảo ốc này không cần thiết, thằng này càng sai hơn. Thằng này càng sai hơn. Thằng Quốc Triệu lại ngu nữa. Thằng Quốc Triệu lại còn ngu vãi. Đúng rồi, tha rằng bảo là chưa biết đi. Chưa được làm sư phụ. Ừ, tha rằng chưa biết. Còn cái còn thằng còn một thằng thì kêu là cân cam lại càng sai. Rất là phản nào ngu cái thằng kia đã. Chống góc dầu càng sai nữa. Anh em trả lời mạnh con nào? Các bạn trả lời sai hết rồi. Giảm áp càng sai rồi anh ạ. Đạn cam ngoài Bắc gọi là gì sư phụ? Đạn cam thì gọi là bi cam đó em. Vòng bi cam á. Cái đây là không không, con này em chỉ tháo cái bình nhá thôi, tháo mình cái đầu thôi, tháo cái miếng bửng này ra. Ừ. Đây tháo mình rút cái đầu ra thôi. Đây đây đây. Ừ. Tôi là người trả lời đúng là tôi không có bằng. Vâng, cảm ơn chị Khiêm Xuân. Chị đang nói thằng nhóc đẹp trai.
Không phải thằng nhóc này đâu, đừng có nhìn. Sao? Các ông nghiên cứu ra chưa? Hả? Báo trùng trên cam này. Nghiên cứu chưa? Sao? Làm sao? Làm sao? Báo trùng trên cam. Báo trùng trên cam. Hay. Đồng chí này có câu hỏi, à câu trả lời rất hay và rất táo bạo. Rất hay và rất táo bạo. Nghĩa là nó giống như nó kêu đó. À đúng rồi. Chào Nguyễn Khương. Đây. Hỏi lại anh em một lần nữa nè. Trên dòng Jupiter FB. Cầm con co lên. Đây hỏi anh em lại lần nữa là chúng ta cùng nhau khảo luận này. Trên dòng Jupiter FB, con ốc lục giác ở đây có tác dụng làm gì? Rồi, ai trả lời đúng tí cho 10 điểm. Ai trả lời đúng tối nay có quà. Rồi, để làm gì? Có rất nhiều anh em có những câu hỏi à có câu trả lời táo bạo và ghê gớm nhá. Rồi, tiếp tục đi. Thấy như sai chưa thầy? Ừ thì anh nhìn thấy không bẩn là sai cơ đó. Em nhìn thấy sạch rồi, quan trọng là thầy thôi. Thầy rất dễ chịu lắm. Cứ không bẩn là sạch cái đó. Thầy nhá. Ok. Ừ con nó bị để đại cạn cam á. Nhớ thầy thì lên đây làm với thằng Đà Tái à. Thái Vũ kêu là con ốc này là ốc để kiểm tra dầu lên cam. Chúc mừng em vì em đã trả lời sai. Giải nhiệt à? Chúc mừng em, cũng trả lời sai luôn. Làm gì có ốc gì ốc giải nhiệt cha. Sao anh em có câu hỏi, à, câu trả lời chưa? Cho keo vào nha. Phúc à, John, à cái gì à, Argo này đủ không? Anh em đâu vào trả lời đi. Rồi có một bạn cần hỏi lại đúng không? Rồi tôi hỏi lại này. Đây, trên dòng xe Jupiter FI, con ốc lục giác ở chỗ ngay chỗ nắp này, nắp đầu này có tác dụng làm gì? Đó, nhiều anh em không trả lời được. Học lại được nha Cường. Chào anh Bình Minh. Anh em đâu nhảy vào trả lời đi. Sao? Sao 7 gấu, 9 gấu chứ. Honda là 9 gấu hết. Nhà em 4 thợ mà giờ có mỗi 3 xe làm này, lương đâu mà trả đây trời. Xin chúc mừng. À đã có một anh trả lời đúng rồi các bạn ơi. Kỹ sư khoan lỡ khoan nhầm. kỹ sư lỡ khoan nhầm. Đây Thái Vũ coi nhá, chúng ta quan sát lại nhá. Đây vẫn còn chưa chịu là vẫn còn hỏi là xem là quay kỹ cơ mới ấy được, mới phân tích được này. Ông này công an quá, hình sự quá. Rồi em cho sát vào cho nó. Đây. Đó, con ốc lục giác này có tác dụng gì? Ở trên dòng Jupiter FI. Ốc 19 ly. Ốc 19 ly luôn. Được chưa ông cụ Thái? Theo sự theo những anh em, một số anh em bình luận thì tôi đã thấy là đã có một câu trả lời rất là chuẩn rồi. Tuy nhiên là rồi vẫn có người trả lời là định vị cốt cam sai luôn anh ơi. Rồi coi nào, xem các bạn trả lời câu nào đúng. Có một bạn trả lời đúng rồi nha, nhưng mà tạm thời tôi đang giấu lại. Ốc kiểm tra sen cam cũng sai nha anh. Anh trả lời sai rồi, không có ốc kiểm tra sen cam. Anh em tiếp tục trả lời đây. Một câu hỏi vui mà rất là thú vị, nhờ anh em không được biết. À, Gà Cường ấy, em học buổi tối đi nhá, học buổi tối học một tháng luôn. Các bạn tháo bên này tháo gì ra, tháo hết bạch nhỉ? Hả? Tháo hết bạch gì à? Tháo nồi em chí. Tháo mình ấy thôi. Thôi được lỡ rồi để nó đi, nhưng mà khỏi tháo đi. Tháo mình ấy đó, mình đầu cam thôi. Đây này.
Có mình đầu cao thôi. Nóng lắm. Con này nóng kinh khủng luôn. Đúng rồi, có một bạn trả lời đúng rồi. Vặn vào có kịch, đúng rồi, kịch sát luôn. Kiểm tra sen cam sai rồi, làm gì có kiểm tra sen cam. Trong này có một bạn trả lời đúng và rất đúng luôn. Bố quà đấy, sẽ được tặng 82 người theo dõi và trong đó có khoảng hơn chục người bình luận. Tuy nhiên chỉ có một người nói đúng thôi. Canh cam cũng sai luôn. Không phải đâu nhất đến nước mắt ạ. Khóa học buổi tối học được một tuần rồi em ơi. Chống kêu tiếng lòng cũng sai luôn Nam Cường ơi. Lúc không hỏi thì các bạn tôi chỉ biết có một thứ thôi, giờ các bạn hỏi ra tôi biết quá trời luôn. Lớp tối đầu tháng 6 nha anh Khánh. Không liên quan Thái Vũ ơi, Vũ Thái không liên quan. Đúng rồi, hiện tại bây giờ đã có 2 người trả lời đúng. Thì tuy nhiên, xin trả lời cho anh em luôn. Con ốc này có tác dụng là chống tuột sinh cam. Đó, vậy mà có nhiều anh em không biết. Đây. Ừ, con ốc này anh em nhìn này. Thì ốc này nó được mắc ngang qua cái sen cam đó, thì trong trường hợp nếu tuột thì con ốc này nó sẽ không để cho sen cam nó rơi vào trong cái bánh răng nhông chia thì đó, cho nên là đây là cái nguyên nhân và đây là cái lý do mà nhà sản xuất họ khoan nhầm cái lỗ này. Nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã tương tác nhiệt tình nhá. Đây cũng là cái nguyên nhân mà anh em không biết. Và đây cũng là nguyên nhân mà nhiều anh em chưa biết nhá. Rồi, buổi chiều hôm nay rất là vui, được rất nhiều anh em tương tác. Tuy nhiên là anh em đang đông khách, đúng không? Rồi, xin chúc mừng là đồng chí là cái gì Đông nhỉ? Đồng chí Đông Mô Tô Đông nha. Đồng chí nó bay ngay vào Bình Dương nhậu đây. Nha. Chiều nay trả mời anh nhậu luôn. Đó, anh trả lời rất là đúng. Con ốc này là chống tuột sen cam. Ok. Miền Nam gọi là sen cam, ngoài Bắc gọi là xích cam nha. Rồi, còn con ốc này. Sai rồi, giáp tháo không có quy trình rồi, tháo nhông cam trước, tháo bốn ốc đầu sau anh. Một giáp. Ok đi, mỗi lúc bút đi rồi hết nhá. Hả? Không cần tháo hết đây, chỉ cần tháo mỗi hết thôi. Tháo mỗi cái bánh nhông cam ra với lại bốn con ốc kia là rút cái sen cam ra được rồi, rút cái ra được rồi. Không cần phải tháo hết. Mỗi gì đấy đâu, còn xếp bình xăng. Không cần tháo bình xăng, bình đồ hết ạ. Mô tô bình mô tô bay vào Bình Dương nhậu đây. Mô tô bình, tuyệt vời. Buổi chiều nay anh là người may mắn, trả lời đúng quá à. Thì đây, tặng bữa nhậu. Từ ở đâu mang cái đây tặng được với nhậu hả? À, cái lục giác này lãi nhiều là ít, không biết quan trọng là lãi tình cảm. Đúng, chính xác, không biết lãi nhiều là ít, quan trọng nhất là lãi tình cảm. Bay vào đây, bay vào Bình Dương nhậu đây. Mà vớ vẩn ống đang Bình Dương sao trời. Còn ông này xe đang hao xăng. Ông ấy đang đổ đây, đổ hết hao xăng luôn. Hình như cái này nó dằn luôn. Cái gì? Đúng rồi, nước rửa độc lắm. Thôi tôi chuẩn bị phải đi làm thôi. À, Mô Tô Bình kêu là tặng em bộ tài liệu à. Rồi ok, nếu vậy thì Mô Tô Bình vui lòng inbox cho mình địa chỉ nha, tặng luôn.
Mình chơi lớn mà, đúng không? Quan trọng là tình cảm thôi. Đây, K6 tháng 5 có hai đồng chí này ở lại chơi, phục vụ tôi. Đó. Nên là hai anh đang trải nghiệm, mổ xẻ. Mô tô bình ở ngoài Bắc đúng không? Thôi được rồi, nếu vậy thì hẹn mô tô bình ngày 28 gặp nhau ở tại cầu Thanh Trì đi. Ngày 28 Tây á, gặp nhau cầu Thanh Trì, tặng cho bạn 3 cuốn tài liệu luôn chứ không phải một cuốn. Nếu bạn ra mô tô bình vui lòng có gì liên lạc qua điện thoại nhá. Anh em mình giao lưu. Có một người trả lời đúng thế hả? Đúng rồi, trời ơi, 80 người chỉ có một thằng trả lời đúng. Hai thằng với thầy. À đúng, có một người đúng thôi, còn anh kia là anh ấy trả lời ăn theo thôi. Ăn theo được cái thế. Tại sao không nhìn OT mà lại chọc 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 kiểu đấy? Thấy, nhìn OT đàng hoàng. Bây giờ căn cam bỏ cái bài ai mà đi chọc chọc cái tôi viết vào đó nữa. Không được nằm ẩu. Rồi ok đấy. Ừ. Là khóa sau là 10 tháng 6. Ừ. 7 rưỡi. Ừ. 9 rưỡi. Yến Chi à? Tặng gì người đẹp? Không, bây giờ học nghề công ty rồi mà. Công ty về quê gặp hắn rồi. Mẹ. 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 Lê Diễn này, giờ em đi học thì nó trễ mất một tuần rồi, có được không? Quay lên điểm thượng xong rồi sao? Cái này chỉ có hình như nó kế đâu rồi, tránh đi. Ừ? Nó kế đâu rồi, tránh đâu đi. Đâu? Cái sao em kem ở ngoài mà. Đâu phải đâu. Trắng cả. Không phải đâu, cả sao được. Đấy, hình như nó kế đâu rồi. Hay là cái ti đang cam mòn hết rồi? Ti đang cam. Không phải đâu.